Nào, đưa túi cho anh người đi tìm bát hồng nào. Cái gì nữa? Anh quên. Đây, cởi mũ, cởi mũ. Đây. Yay. Cái tư thế này trông quen lắm đây này. Hai tay, hai cốc luôn. Yay, đúng rồi. Bây giờ đi tìm bát hồng được chưa? Tôi sao ngậm cái mồm vào. Nope. À đây, xin thơm miệng đúng không? Nhưng mà ở đây có ba vị thì biết em chọn vị nào nhỉ? À hay là thế này đi, vị táo xanh nhắm mắt một cái, vị dừa nhắm mắt hai cái, vị kem dừa nhắm mắt ba cái nhá. Nào bắt đầu đi. Thôi anh xin. Thịt cứ dừa nhanh gần bài nào. Chưa? Nhanh. Cả mông hút cả bốn cốc xong mỗi cốc có một ít. Lại gì đây? Ôi dồi ôi. Chiều nốt một lần thôi nhá. Sao? Rồi nói đi. Yêu anh, cãi ngồi cái thơm.